Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video trước thì mình có chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn một cái sự kiện là các bạn đăng ký thì các bạn sẽ kiếm được là 3 cái con pet free này ở cái phiên bản beta này, thử nghiệm này. Còn khi mà nó vào chính thức rồi, lúc đấy thậm chí mình phải bỏ ra cả $100 để mình mua một con pet này đấy. Thì ở video này thì mình hướng dẫn cho các bạn cách dùng 3 con pet đấy để các bạn kiếm cái đồng là Umi Token nhé. Cái đồng Umi Token này sau này về cái phiên bản chính thức thì nó cũng sẽ nít sàn, nó có giá trị như cái đồng mà HTC của cái kèo mà các bạn chơi, cái đồng mà HeroCard đấy nhé. Ở đây mình tặng cái mã thẻ cào Viettel cho bạn nào xem video may mắn nhất thì các bạn đọc được, các bạn comment, các bạn sau không mất công nhập lại cái mã nữa nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà thêm cái token Umi vào cái ví MetaMask. Thì trên cái giao diện mà các bạn đang để là Karadotat, là cái mạng này nhá, thì các bạn sẽ thêm cái token. Thì cái đường link copy cái mã ví mình để ngay cái contract ở bình luận cũng như là mô tả, các bạn copy nhá. Ở đây thì mình sẽ dán cái contract này cho bạn xem này. Mình sẽ copy cái contract này, rồi mình chép này. Quay về cái ví MetaMask nhá, thì mình sẽ vào cái phần mà thêm token này, các bạn mở lên này. Các bạn chỉ việc dán cái contract ở đây thôi. Bên dưới này thì nó tự động nó ra luôn là ký hiệu token này và cái số thập phân, các bạn không phải làm gì nhé. Thì các bạn kích vào chỗ mà thêm cái token này, do của mình có rồi mình không thêm nữa, mình trở ra ngoài này. Thì các bạn nhìn thấy là nằm ngay đây, các bạn có thể nhìn thấy đây nhé. Rồi quay về trang web thì mình hướng dẫn các bạn cách chơi game nhé. Sau khi mà các bạn đã claim được 3 cái con pet ở đây rồi đấy, như mình mở ra cho các bạn xem này, mình sẽ mở lên này. Rồi sau khi mà các bạn nhận đủ 3 con pet này thì các bạn sẽ dùng 3 con pet này các bạn chơi game để các bạn kiếm cái đồng token Umi nhé. Rồi khi mà mình chơi game mình sẽ kiếm được cái đồng Umi này, nó nằm ở đây, các bạn có thể yêu cầu claim đây để rút về cái ví MetaMask mà mình vừa hướng dẫn các bạn cách mà ép cái contract nhé. Đầu tiên các bạn mở 3 cái gạch lên này, các bạn vào phần của tôi là tiếng Anh nó là phần mà Miller đấy, các bạn mở lên. Các bạn vào phần là kiểm kê này thì các bạn sẽ xem được cái con pet là mình bốc được. Chẳng hạn mình có 3 con pet này nhá, thì mình sẽ dùng 3 cái con pet này để mình chơi game để kiếm cái đồng Umi này. Các bạn vào 3 gạch này, các bạn vào cái phần là ngôi nhà này cho mình này. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là để mà kiếm một cái đồng token là Umi đấy thì các bạn nhìn thấy ở đây. Ở đây người ta có ghi là 150 Umi kiếm tiền trong Karadotat hàng ngày bằng cách chơi game ấy. Còn bên dưới này là 100 đai này thì chiếc Kara đắt nhất từng được bán này. Bên dưới nữa là 1.000 cái đồng Kara kiếm tiền hàng ngày bằng cách giao dịch Kara trên thị trường. Thì bên dưới này như cả hai này mình không kiếm được đâu mà phải giao dịch trên thị trường các bạn mới kiếm cái này nhá. Thì mình chỉ là chơi game thì mình kiếm một cái đồng Umi này. Ở đây thì các bạn cần phải tải cái app này. Thì các bạn nhìn thấy là trên Start Play thì mình sẽ kích ở đây thì sẽ đưa mình đến là tải cái đuôi là APK nhá. Đó, khi mình tải cái đuôi APK về mình mở cái này lên để mình cài đặt nhé. Ở trên iOS thì chưa cài được nhé. Và các bạn cần phải chơi trên máy tính như là PC thì mình hướng dẫn luôn cho các bạn cách chơi trên PC ở cuối video nhé. Ở đầu video mình hướng dẫn cho các bạn chơi trên Mobi trước nhé. Và cuối video thì mình sẽ dùng máy tính để hướng dẫn cho các bạn chơi trên máy tính nhé. Sau khi mà các bạn tải app về thì có giao diện như này. Ở đây là cái phiên bản beta, đôi khi nó cũng khá là lag đấy. Ở đây các bạn mở lên nhé. Ở cái giao diện này thì mình cần phải đăng nhập bằng cách là một là quét mã QR, hai là các bạn dùng mail và mật khẩu để các bạn đăng nhập vào, ba nữa là các bạn đăng nhập bằng cái ví MetaMask thì các bạn kích vào chữ mà wallet này để vào đăng ký luôn vào cái ví MetaMask thì nó cũng nhớ luôn cái mật khẩu và mail mình đã đăng liên kết với cái ví MetaMask bữa trước mà mình đăng ký đấy nhá. Ở đây thì mình sẽ dùng thử cái wallet vì lúc chiều mình dùng thoải mái được rồi đấy, còn bây giờ mạng nó lag quá thì dùng nó cập nhật mãi cũng được, mình kích lại cái wallet để nó liên kết với ví MetaMask mình nhá. Khi nào các bạn kích liên kết thì ở đây phải có hiện cái dòng mà là cho phép liên kết mới được này. Lúc chiều mình làm lần nào cũng được, còn hiện tại thì cái không biết do mạng hay là do cái app nó lag thì mình chưa thấy nó hiện chữ liên kết. Như vậy mình lại quay về trang web để mà mình mở bằng cái mail và mật khẩu nhé. Rồi như vậy thì mình lại vào cái app này, mình lại mở lại bằng mail và mật khẩu nhé. Rồi các bạn ghi xong mail mật khẩu thì các bạn kích vào đăng nhập nhé. Rồi như vậy mình dùng mail mật khẩu mình đăng nhập lại vào cái app này để mình chơi này. Đầu tiên là trên cái giao diện này thì các bạn sẽ bằng hình thức là chơi game để các bạn kiếm được cái đồng
token UMI thì nó sẽ nằm đây khi các bạn kiếm được nhé. Và đây là cái điểm năng lượng, để mình có cái năng lượng này thì mình mới chơi game, thì mình mới kiếm cái đồng này nhá. Khi hết cái năng lượng này các bạn cần phải đợi nó hồi nhá. Thì đây là những con pet của mình này. Để mà chơi với máy thì các bạn click ở đây chơi với máy, tức là mình chơi với máy computer, gọi là chơi với bot máy đấy. Còn chơi với người mà đấu với người, các bạn vào đây đấu với người nhá. Thì mình hướng dẫn các bạn đấu với máy thôi nhá, vì là cái never này đấu với người các bạn cũng không đấu đâu. Các bạn sẽ vào đây các bạn đấu với máy này. Cái phần bên danh này tính là top nhá, còn phần cài đặt các bạn có thể để cấu hình này. Các bạn có thể để là như của mình đang để max là 1920 x 1080 này. Âm lượng các bạn tắt cho đỡ đau đầu được nhá. Các bạn tắt hết đi. Rồi, mình cài đặt xong rồi thì mình quay đây, mình sẽ kích vào đây mình chơi với MyComputer, tức mình chơi với bot máy nhá. Cái game này nó là phiên bản mới nên là mình cũng biết sơ sơ một xíu để hướng dẫn cho các bạn thôi. Để mà giỏi thì cũng không có gì là giỏi đâu, cần có nhiều thời gian mình mới biết được nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ di chuyển cái con pet của mình này, đi lượm cái khóa này. Lượm là cái chìa khóa này, các bạn sẽ mở nó ngay cánh cổng đây. Các bạn nhìn thấy cổng nó cần cái khóa này để mà đúc đây này. Hiện tại khóa mình bằng 0 là mình đã hết khóa rồi nhá. Thì các bạn chấm tay đây này, đó, di chuyển này. Khi mà mở được cái chỗ này nó mất đường là mình không đi được đường này này. Các bạn nhìn thấy cái hộp mà vàng vàng bên dưới mà các bạn mở cái hộp này ra được ấy, là mình sẽ kiếm được cái điểm XP mình nâng hạng nhá. Bên này này các bạn nhìn thấy HP này, pet là never 1 này. Chỉ số máu của mình là tức là HP đó là nó bị tụt do lúc trước là mình PK nó bị tụt xuống nhá. Rồi các bạn nhấp nhấp tay này, các bạn tìm đường đi này. Nếu mà các bạn mình bảo này, nếu mà các bạn nhấp vào đây là các bạn giao đấu với pot ấy. Nếu mà cần thiết thì các bạn sẽ nách nách để các bạn kiếm cái điểm XP trước được nhá. Thì mình sẽ nen nen này này. Thôi mình kích vào nó rồi. Thôi được, đánh nhau với bot thì các bạn mới có được cái token UMI nhá. Ở đây thì nó sẽ có cái thanh sờ tát để các bạn đánh này. Và đây nó cho mình là 5/10, 5/10 tức là cái skin này đấy. Skin này các bạn cứ bốc vào đây lấy cái skin của nó đây. Để mình xem cái skin nào là skin hot đã. Cái skin này khi các bạn kiếm được thì nó đánh con quái này nó mới bốc đấy. Mình xem là 5/10 tức là bây giờ mình còn được bốc có 3 lần skin, mình thôi mình bốc đại nhá, chẳng hết thời gian này. Đó. Rồi 9/10 mình sẽ bốc cái thẻ bài cho các bạn nhá. 9/10 chính là cái skin mình xem cái skin nào nó máu này. Cũng chưa nghiên cứu biết là cái skin nào nó hot đâu, mình cứ bốc vào đây thôi. Rồi như vậy là hết bốc rồi, các bạn là kích đây cho nó đánh nhá. Đó, khi mà skin nó lên đấy, các bạn nhìn thấy một trưởng là con bot chết nhá. Đấy mình chọn, các bạn cứ chọn skin thì các bạn nghiên cứu xem cái skin nào mình nó chất hơn thì các bạn chọn nhá. Mình cũng chưa biết được cái skin nào là nó hot đâu. Thế là cứ chọn là chọn bừa đây, nó vào cái nào thì nó vào. Cái đấy thì mình cần phải có nhiều cái kinh nghiệm cũng như thời gian để mình nghiên cứu thực tế. Đấy nó chửa một chưởng này các bạn. Nó chửa một chưởng mà con pet này còn nó xíu máu này. Khi mà never các bạn càng lên cao nó chỉ sự cái chỉ số mà HP đấy, tức là never các bạn càng lên cao chỉ số HP này nó càng lớn thì các bạn PK nó càng mượt nhá. Ở đây mình được chọn này. Úi giời. Đam này vẫn chưa to đâu các bạn nhá. Nếu mà đam to nó đánh thì là thốn lắm. Đam này vẫn nhỏ các bạn thôi, mình lại bốc này. Ở đây thì mình chỉ hướng dẫn một chút để các bạn vào các bạn nghiên cứu thêm nhá. Vì là để mà chơi nâu thì nó tốn thời gian, mình chỉ giải thích một chút thôi. Úi giời, phản đam. Cái này mà chơi nâu nó có phản đam đấy nhá. Đi
nó bảo mình có thể là share cái điểm win mình, các bạn kích đây share khoe với bạn bè là mình win đấy, còn không thì các bạn trở lại này mà chơi với My Computer thì cái này cũng không cần share đâu, thì các bạn trở về nhé. Đây nó cộng cho mình, các bạn nhìn vừa nhìn thấy cộng này 5 cái điểm mà Umi nhé, các bạn trở tên này về này. Rồi như vậy thì các bạn nhìn thấy trên cái màn hình của mình sẽ là 7 7 điểm đấy nhá. 7 điểm Umi này, kích đây thử xem nào. 7 điểm mình kích đây xem nào. Kích đây để cờ nem nó về cái ví của mình đấy. Chưa có, chưa về bạn, chưa về nhá. Rồi như vậy là mình vẫn chưa nhận cái này, cần phải chơi nữa các bạn nhé. Khi nào các bạn chơi cái năng lượng này nó tụt hết thì mình còn 7 trên 20, nếu mà hết thì các bạn cần phải đợi một thời gian 4 5 tiếng gì đấy để nó hồi về nhá. Các bạn sẽ kích tay đây, các bạn mở cái dương lên này, còn vào đây tìm cái chìa khóa ở đây thì các bạn mở các cổng các bạn vào nhá. Đó, thì các bạn mở cái dương lên, các bạn lấy cái XP thôi, XP để mà mình nâng hạng đấy. Như ở đây mà nếu các bạn vào cái cánh cổng đây này thì các bạn phải có chìa khóa vào được, còn đi vào đây lại đánh nhau với bot nhé. Đây mình tìm còn cái gì hay hay mình chỉ các bạn thôi. Còn về chơi này các bạn phải có thời gian các bạn khám phá, càng chơi nhiều kinh nghiệm càng lên nhé. Ở đây mình không đi qua được, đây các bạn lượm cái này, lượm lượm. Nhé, cái này nó hơi nát, các bạn mà kích quá là vào lại vào đánh nhau đấy. Nhưng mà đánh nhau với cái bot này để mình kiếm cái điểm Umi nhé thì các bạn cần phải phải PK với bot nhiều này. Thì ở đây thì mình thì hướng dẫn sơ sơ các bạn để biết cách là giao đấu như vậy nhé. Rồi nếu để mà lại chiến đấu với bot thì các bạn vào, các bạn kích đây, các bạn vào luôn cái này để các bạn chiến đấu. Khi mà chiến đấu nó mới mở cổng thành, mình vào mới bốc cái dương này. Đấy là đi mình lượm cái kinh nghiệm nhé. Ở đây thì các bạn lại chọn 5 trên 10 các bạn chọn này. Rồi mình kích vào đây để chiến đấu này. Đấy các bạn nhìn thấy đam nó mà to, đánh quái thốn lắm đấy, đánh một cái con quái này là xong đấy, ăn được một con quái đấy. Này. Rồi, kích cái start cho nó đánh này. Đó thì ở đây các bạn cứ chơi như mình hướng dẫn nhé. Khi nào các bạn kiếm mà chơi win nhiều thì các bạn sẽ được nhận cái điểm kia. Thì bây giờ mình trở về đã. Rồi như vậy thì mình làm mới lại cái ví này thì các bạn nhìn thấy là cái 7 cái đồng mà Umi ấy, mình vừa loát nó đã về với mình rồi nhá. Khi mà các bạn mà muốn rút thì các bạn sẽ rút về cái ví MetaMask của mình nhá. Đó thì mình vừa chơi game cái mình được 7 điểm này. Các bạn kích vào yêu cầu này các bạn sẽ nhập. Ví dụ mình có 7 mình nhập đây 7 này. Mình kích đây là xác nhận này. Tiếng Anh là Claim đấy nhá. Đây nó bảo mình phải rút là phải chờ 24 giờ đấy. Và nó cũng sẽ phải có yêu cầu với min rút đấy, việc rút tiền không đến trong thời gian thực. Vui lòng chờ một lúc này, chờ một lúc thì nó mới về nha, mình làm mới lại ví mình xem nó trừ chưa đã. Nó phải chờ một thời gian thì cái đồng Umi này nói về cái ví cho các bạn nhé. Như vậy thì mình hướng dẫn trên mobi rồi, các bạn biết cách chơi rồi, và giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi trên PC nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn tải trên PC nhé. Thì các bạn vào đây, các bạn nhìn thấy cái chỗ mà nó bảo mình là tải đây. Cửa sổ ấy chính là Windows nhé, thì các bạn kích vào đây, các bạn tải cái đuôi nó về này. Mình sẽ tải về phần download này, mình sẽ tải về. Đây mình đang tải đấy, các bạn nhìn thấy đây nhé. Rồi các bạn kích vào đây mở lên nhé, khi mà tải xong các bạn nhìn thấy cửa sổ mình đây, mình mở nó lên này. Các bạn cài đặt đây nhé, các bạn cho phép nó này, kích vào chữ Mjun để cho nó cài đặt nhé. Rồi các bạn cứ để luôn cái nút mặc định thích PC này, các bạn kích like cho mình nhé. Like này nó bảo mình là
cài vào cái program. Ở đây nó bảo mình là cài vào cái file ổ C, app data ổ C local. Các bạn cứ đồng ý cho nó cài vào ổ C nhé. Còn nếu các bạn muốn cài trên ổ khác, các bạn kích vào là browser này, các bạn tìm đến cái ổ muốn cài. Ở đây thì mình cho phép nó cài luôn trên cái ổ C là cái ổ SSD cho nó mượt nhé. Các bạn kích ở đây nhé. Rồi ở đây là mình cài xong rồi, các bạn nhìn thấy này, cái biểu tượng đã xong rồi. Các bạn kích vào chữ mà fit này nhá để mà hoàn thành này, fit này. Rồi, khi mình kích vào fit rồi mình cần phải mở nó lên nhá, mình tìm đến cái ứng dụng mình mở nó lên này. Thì đây các bạn nhìn thấy này. Cài vào desktop là nó sẽ làm luôn desktop của các bạn, mình mở lên này. Ở đây thì các bạn dùng mail này và mật khẩu để các bạn đăng nhập. Các bạn lưu ý cho mình ở mail thì không bao giờ có chữ in hoa. Nếu như các bạn mà nhập cái chữ in hoa ở đây là nó bị sai, không đăng nhập đâu. Mình kích đây đăng nhập nhé. Ở đây thì mình đăng nhập trên PC. Mình hướng dẫn các bạn này, trên PC nhìn dễ hơn. Các bạn setting này, các bạn có thể cài đặt cái cấu hình cho nó vừa phải nhé. Nếu các bạn mà để cái to quá là nó che hết cả màn hình, các bạn không nhìn được đâu. Các bạn để cho mình là 1280 × 720 nhé. Các bạn x ra ngoài này, phần có thể tắt đi cho đỡ ồn nhé, tắt đi này. Và đây các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái nick mới mình, nên là năng lượng nó còn 17/20. Và khi mà mình mà kiếm được thì sẽ nằm ở đây nhé, cái đồng mà mình mà kiếm được sẽ nằm ở đây này. Ở đây thì mình sẽ chỉ các bạn này. Bên này mình đánh với bot, đánh với my computer tức đánh với máy, bên này mình đánh với người tức là danh đánh người. Và đây là cái bảng xếp hạng này. Ở đây mình không đánh với người vì là cái never này đánh người mình không đánh được, nên là mình sẽ vào đây đánh với máy nhé. Cái phần team này thì các bạn cứ khám phá dần nhé. Kích ở đây này. Rồi các bạn nhìn thấy cái chỉ số HP của mình này. HP thì nó sẽ tăng cái lượng HP mình lên đấy nhé. Never càng cao cái HP này của các bạn nó càng được nhiều này. Thì các bạn sẽ vào đây các bạn đánh nhé. Các bạn sẽ di chuyển con bot này. Đây mình sẽ lượng cái x. Rồi mình sẽ... bạn cứ dê dê, bạn tìm cái chìa khóa như cái chìa khóa này nhá. Đó, mở tiếp cái XP này. Chỉ đến đây thôi. Đây có một cái chìa khóa này, nhưng mà phải đánh được boss thì mới mở được cái chìa khóa này. Đây các bạn nhìn này, hai bên là boss đã chặn nhá, thì các bạn đánh cái boss này, các bạn lấy đường và lấy chìa khóa nhá. Rồi đây thì các bạn lượm này nặng. Nữa. Rồi kích start cho nó đánh này. Cái này cái kiếm này là nó chém đấy. Đây cái này các bạn nhé. Đó. Các bạn thay đổi skin đấy được cái sao ấy. Hình như skin được đấy. Mình có thể lượm skin đây còn 3 lượt skin này. Kích start này. Khi mà chỉ số dam của các bạn càng to thì nó đánh càng nhanh, càng to là và cái HP của mình, cái chỉ số nó càng lớn thì nó càng trâu nhé. Mình lại bốc người. Cái này mình hướng dẫn sơ sơ thôi, còn đâu các bạn là tự chơi lâu lâu các bạn có hơn nhé. À cái này là đổi skin xa đây, các bạn nhìn thấy này, có cái skin xa đấy. Đó mình nhận cái thẻ nhé. Đấy cái skin này nó bắn sẵn. Đây các bạn nhìn thấy đam rất to nhé. Đây win rồi, các bạn nhìn thấy này, nó cộng này 50 này, 50 này, 50 này nhá. Thì never 2 này nhá, vừa chơi cái lên never 2 này, các bạn x ra ngoài này, back này, cộng 5 cái đồng ubi nhá, các bạn back ra ngoài này. Đó như vậy các bạn vào đây các bạn lượm cái chìa khóa rồi đấy, mình kéo lên mình lượm này. Rồi, lượm xong thì mình có được một chìa khóa đây, đây nó trả vào đây. Các bạn vào đây. Đó các bạn nhận thêm một hai cái đồng nữa ubi đây nhá, các bạn nhận này, bạn đi quay lại nhá. Quay lại đây có một cái ô mình mở khóa này thì các bạn
Nó hơi nát xíu đấy. Các bạn cứ chỉ đâu là đi đấy nhé. Ui, quá tay, quá tay. Từ từ mình xem, không muốn đánh nhau ở đây nữa. Mình muốn đi đường khác, không có lối, quay lại này. Nó cho đi không? Rồi. Để mình chủ yếu mình tìm cái chìa khóa cái mình mở cho các bạn thôi. Vẫn phải qua cái ải này các bạn nhé. Rồi, như vậy là vẫn phải qua cái ải này, mình đánh xong mình sẽ được nhận cái đồng Ubi này, cũng như là có cái chìa khóa đây, cái chìa khóa này các bạn sẽ mở cái kho này ra nhá. Thì ở đây mình sẽ không chơi nữa, tốn nhiều thời gian quá, thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn chơi cả trên điện thoại cũng như là máy tính rồi đấy, thì các bạn xem và các bạn làm đúng như mình hướng dẫn được nhá. Ngoài ra các bạn có nhiều thời gian để các bạn chơi nó quen tay, để các bạn chơi nhanh hơn cũng như các bạn hiểu hơn về cái chất game này nhá. Thì nó là một nền tảng game để mình kiếm cái đồng token đấy, thì các bạn cứ vào hàng ngày rảnh rỗi các bạn vào chơi nhé. Để ý cho mình cái số này khi mà nó hết thì các bạn cần phải đợi nó hồi các bạn mới có điểm để các bạn chơi tiếp nhé. Còn bên này sẽ là cái đồng Ubi. Bây giờ mình quay về cái trang web của mình. Quay về trang web mình cần phải làm mới lại cái trang web này xem nó loát ra chưa đã. Nhật đâu, chắc phải một lúc nữa nó mới cập nhật đấy. Vào lại cái bot mình kích đây nhé, kích đây nhé các bạn kích thẳng ở chỗ này nhé, rồi các bạn kích ở đây nhé. Cái này phải đợi một lúc nó mới hồi về đây nhé, như cái trên điện thoại mình làm thì các bạn nhìn thấy là nó trả cái đồng Umi về đây rồi đấy. Còn ở đây thì mình vừa làm xong rồi nó chưa trả về đâu, chắc phải đợi một lúc thì nó mới cập nhật đây. Khi mà có cái đồng token này rồi thì các bạn kích vào cửa này, cái cửa này các bạn ghi cái số lượng này. Ví dụ mình có vừa nãy mình có ở trên cái này là mình vừa có là 10 năm đấy, bạn 10 năm này. Nếu mà nó mà trả về nhá, nó trả về đây là 10 năm thì các bạn ghi đây là 10 năm này. 10 năm rồi các bạn kích vào đây còn phim để mà mình rút cái đồng này về cái ví mình nhá. Đây các bạn nhìn này, nó vừa báo mình là vừa rút 10 năm này, chứng tỏ nó về rồi nhưng mà nó bị lag. Mình vào chỗ account này này, mình nhìn nó không hiện lên nhá. Đây là cái địa chỉ nó rút về ví mình nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ ép cái contract vào cái ví MetaMask để mình xem nó về chưa nhá. Rồi mình sẽ ép cái contract vào đây nhá. Các bạn vào chữ mà import cái token này để mình thêm, mình sẽ dán cái contract. Cái contract thì mình để ở mô tả cũng như là cái bình luận video nhá. Các bạn ép vào đây, các bạn kích vào chữ mà ADD token này để mà nó thêm nhé. Rồi các bạn nhìn thấy ngay lập tức, bạn nhìn thấy 10 năm cái đồng Ubi mình đã làm ở cái ví MetaMask của mình nhé. Các bạn vào đây để mà thêm này, kích ở đây này. Đó thì mình đã rút về là 10 năm đồng này, rất là nhanh nhé, hầu như là buông tay cái là về ngay. Đây các bạn nhìn thấy này, nó về ngay nhé, rất là nhanh nhé, rút cái về ngay. Mặc dù là chỗ này lúc ban lãi mình làm mới lại các bạn nhìn thấy nó lag ấy, nhưng thật chất là nó hiện lên mà nó chưa về ấy. Thì mình đã kernel mình rút về cho các bạn xem là về cái ví mình đây nhé. Và các bạn cứ làm đúng như mình hướng dẫn là các bạn chơi được càng ngày các bạn chơi mà nó quen thì các bạn kiếm nó càng nhanh nhé. Các bạn nhìn thấy chỗ mà thành phần mà đăng ký này mới có mấy ngày mà đã là 1.124.235 người đăng ký rồi, rất là nhanh nhé. Thì cái này là sự kiện bản mà beta này thì mình còn chơi được free khá là nhiều. Cái vấn đề mà nhận pet ấy, thì bạn nào mà xem cái video của mình ở cái video trước ấy, thì các bạn đăng ký để các bạn kiếm cái đồng pet này miễn phí nhé. Thì mình sẽ để cái video gốc mà hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn đăng ký cũng như là nhận cái con pet miễn phí nhé. Và cái video này thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn là rất là chi tiết cả trên điện thoại lẫn là máy tính, nên là bạn nào mà đã xem thì các bạn không tua video thì các bạn đều làm được nhé. Và các bạn thấy video hữu ích thì đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như là cập nhật các video mới nhất của mình nhé. Còn video này mình sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn.